Công đoàn công ty sẽ luôn sát cánh cùng anh em trong dịp Tết Nguyên đán. Chúc các anh làm việc an toàn về nhà vui vẻ. Chúc các anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt Tết Nguyên đán này. Tình yêu nghề mình có là anh trai theo ta xuống con mình ra. Tình đồng đội mình có là vũ khí ta yên tâm mang trên vai. Niềm tin vào ngày mai là bao khát khao ta mơ cho tương lai. Vì ta vai sát vai chung đường và ta mang giấc mơ hôm nay đi muôn phương. Bông dương xa mấy cũng gần, tấm lòng Phú Mỹ ân tình Vĩnh Tân. Yêu người yêu cả tu bin, dâng đời ngọn lửa liềm tin vững bền. Cùng chung tay thắp chúc gìn giữ nguồn sáng, cùng chung tay thắp lên biết bao hy vọng, nơi bao niềm tin yêu vào cuộc sống. Lửa niềm tin cháy mãi cùng anh nhìn sáng, dù trong gai bước đi vẫn không ngại ngần, với hàng say sức trẻ của hôm nay.